Mến chào cô bác anh chị em. Thì khoảng 1-2 giờ mình có ghé đây, mình thực hiện một video clip tại cái trước cổng chùa Tà Bạ thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ở đây là cũng thuộc thị trấn Chi Tôn quý bà con cô bác. Thì nơi này thì mấy bữa ngày nay mưa bão rất là nhiều. Mình có hỏi qua người dân á, thì mấy chục năm nay lần đầu tiên mà cái vị trí cái đường lộ này mà ngập nước lên đây kinh khủng luôn. Chỉ có năm nay thôi, năm nay là tại vùng Bảy Núi An Giang là ngập nước rất là nhiều. Một cái vùng núi cao mà lại ngập nước, còn trước giờ thì không có quý bà con cô bác. Giờ này tầm buổi chiều rồi, do đó mình đảo lên đây mình xem tình hình nước có giật hay không. Nhưng mà mình thấy hiện tại là nước vẫn còn nguyên hiện tượng này luôn, giống như là trưa mình đã ghé, nước còn rất là nhiều nè. Xe cộ chạy qua cái đường này thì bị chết máy rất là nhiều, là bị hư đường động dũng. Còn phía bên xa xa bên đó là núi Cô Tô, còn ở bên đây là núi Tà Bạ. Ở đây là cánh đồng ruộng mà ngập nước lên như thế này nè. Trời mưa chỉ mới hồi tối thôi, dưới mấy ngày nay là mưa bão rất là nhiều liên tiếp, do đó là ngập. Hiện tại mình thấy có một chiếc xe chết máy đang dẫn ở ngoài trước nè. Thì vị trí nơi này là cái điểm khu du lịch, còn gọi là phố đi bộ của Chi Tôn. Buổi tối thì rất là đông bạn trẻ đến đây để vui chơi. Nhưng mà do tình hình nước như thế này thì chắc cũng khó mà có những cái buổi tối vui vẻ của nhóm trẻ. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 10 nha quý bà con cô bác. Cái chỗ mình đang đứng ở đây là cái mực nước nó còn cao nè. Ủa cái con lộ còn cao, nhưng mà khi mà lại tới xích tầng đó thì nó động hang lỗ rất là nhiều. Nước phía trước cái cổng khu du lịch Tà Bạ này là nước chảy xiết luôn, ngay chân vào cái đường mà phố đi bộ. Ở ngoài trước cái lỗ hang không đó ha cưng, chạy từ từ nha. Hồi nãy mình thấy ở ngoài trước đó là có lỗ hang, là xe chạy té hết mấy người á, do nó có ổ gà rất là lớn luôn, mấy xe không thấy nước ngập lên đó quý bà con cô bác, cho nó là dễ bị té nhất. Nó cái chỗ đó đó. Ngoài trước có ổ gà nha cưng, chạy từ từ ra cưng. Trời ơi, ngập như cái biển rồi nè. Xích đẳng có mấy ổ gà bự lắm nha, anh chạy từ từ nha. Hiện tại thì cái con nước ở bên đây nè, nó ngập ở cánh đồng ruộng nè, nó cao. Do đó là nó chảy xiết xuống ngay chân cái phố đi bộ này rất là mạnh luôn á. Mình đi bộ là lơ mơ là yếu yếu chân là té đó. Đúng rồi, nó chảy mạnh hơn hồi trưa anh ghé nữa. Hồi trưa anh ghé là nó yếu hơn này nè, giờ quá trời mạnh rồi nè. Ngay chăng chỗ đó là có cái ổ gà nãy giờ mày lật mấy xe đó. Nước chảy mạnh lắm.
Ê trời trời trời. Trời ơi nó chảy dứt mà sói mòn nó lúng ở đây sâu luôn rồi nè. Cô chú thấy cây chuối nó quật luôn này thấy không? Nước tràn mạnh lắm, là từ cái đỉnh núi á nó tích tụ xuống đây nè. Mà nãy anh có hỏi người dân là tại cái vị trí nơi này á thì mấy chục năm nay rồi chưa có xảy ra tình trạng mà lại nước ngập lên như cái thế này. Chỉ ngập là ngập ở dưới cái đám ruộng này thôi, cái ao như cái ao thôi, chứ chưa khi nào mà ngập mình để tràn lên lộn như thế này. Tức là trong mấy chục năm nay là cái vùng núi An Giang này mới bị năm nay là lần đầu tiên nhất á mà nước năm nay để ngập lên đường lộn như thế. Cái lượng mưa này cũng không có nhiều lắm đâu. Té gì rồi kìa. Hồi nãy đằng kia nhỏ kia té rồi. Móc cống, móc cống. Trời ơi, nước chảy xiết mà đi. Mình thấy mấy em học sinh á chạy sợ dơ chân cẳng à, dơ chân tuốt trên trời luôn rồi kìa. Ở đây là ngay cổng khu du lịch thể thao Tà Bạ Sòi Chét. Còn phía trên cao cao đó là ngôi chùa Tà Bạ đó. Phong cảnh rất là tuyệt vời luôn quý bà con cô bác. Thì buổi tối nơi này rất là đẹp luôn. Những cái ánh đèn cũng như cái phong cảnh rất là nên thơ cho những cái bọn trẻ đi đến đây để ngồi ăn uống trò chuyện tán gẫu. Nước chảy qua đây quá mạnh luôn rồi nè. Mình thấy chắc có một anh cán bộ đi để móc những cái ống cống để thông hơi. Ướt ướt. Nãy giờ mình thấy bà chị này là rửa chiếc xe nãy giờ nè. Chiếc xe kìa ngập lên gần nửa bánh luôn mọi người. Ống cống này bị bít nè, bởi vì nước chảy rút yếu. Quá trời quá đất nè. Chớ có ổ gà nhiều lắm nha chị. Chạy từ từ thôi. Theo mình đoán thì nước này có thể là nếu mà ngưng mưa thì có thể là chạy
rút khoảng tới sáng ngày mai mới rút hết kịp nổi. Còn nếu mà đây tới chiều mà còn chạy mưa nữa thì chắc có thể là còn ngập vài ba ngày tới nữa quý bà con cô bác. Hiện tại mình thấy là đang cái cơn bão vô nữa rồi, nghe nói tới mấy ngày nữa. Thì do đó cái lượng nước mưa chắc cũng có khả năng là ngập vài ngày như thế này. Bây giờ cái con lộ ngay chân cái tiếng này rất là nguy hiểm luôn. Do có nhiều cái ổ gà, người ta chạy xe người ta không có thấy á, bị lật ngã ướt mình mẩy hết trơn. Xe chạy, mấy xe này chạy cái là hư đường hết trơn rồi nè. Sóng đánh dạt vô bờ luôn. Nước chảy càng ngày càng mạnh đó. Cái lượng nước mà trên núi Tà Bạ với núi Tô này tràn xuống những cái cánh đồng ruộng này mà kinh khủng như thế này. Coi nước nó chảy kìa kìa. Mình đi mà yếu là có thể té ha. Trời ơi, tội nghiệp mấy đứa em học sinh quá. Trời, nãy giờ té hết mấy đứa rồi đó anh. Bị ướt, sập ổ gà té, ướt mình mấy hết trơn, phải đi về. Chứ đâu có đi học được. Đó, ngay giữa đó có mấy cái ổ gà nữa đó. Nãy giờ bị sập hoài luôn á. Xe tải kìa. Xe tải này chạy là nước này là hư đường hết trơn à. Trời ơi, chạy cái sóng đánh nha. Ồ. Trời ơi, mấy cái ổ gà ghê quá. Ở đây hả, đây cái đám ruộng. Có chân sập dưới nha anh. Trời ơi, nước nó chảy xiết rồi nè. Nước càng ngày càng chảy mạnh luôn à.
Đi rồi, đi rồi, đi rồi.